chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu bài 5 trong môn Marionette, mô hình 3 lớp. Thì trong bài này mình sẽ trình bày một số vấn đề bao gồm: tại sao cần có mô hình 3 lớp? Các lớp trong mô hình 3 lớp là gì? Cụ thể là data set layer là gì? Business logic layer, application layer và cuối cùng là bài tập. Đầu tiên là tại sao cần có mô hình 3 lớp? Thì do có sự xuất hiện việc lưu trữ dữ liệu ở trong cơ sở dữ liệu. Thứ hai là khi làm việc với cơ sở dữ liệu thì có rất nhiều chức năng, nhưng mà nói tóm lại là nó sẽ được quy vào 3 nhóm chức năng. Và các nhóm chức năng này sẽ có thể được sử dụng lại để tạo thành những ứng dụng khác nhau. Cho nên chúng ta nên tổ chức những cái lớp chuyên biệt. Rồi, các lớp trong mô hình 3 lớp bao gồm: lớp thứ nhất là lớp đảm nhiệm nhiệm vụ kết nối, truy vấn, cập nhật trực tiếp cơ sở dữ liệu. Đó là lớp mà gần nhất với cơ sở dữ liệu. Nó làm nhiệm vụ kết nối, truy vấn và cập nhật trực tiếp cơ sở dữ liệu, vân vân, các thao tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu. Và đồng thời cũng có thể có những cái mô tả cơ sở dữ liệu. Đây là một cái bước phụ, chức năng phụ của cái lớp này. Và nó được gọi là Data Asset Layer. Tiếp theo là cái tầng ở trên Data Asset Layer là đảm nhận nhiệm vụ mô tả cụ thể xử lý. Tức là ở tầng Data Asset Layer chỉ là mô tả một cách đơn giản, thô sơ. Thì ở đây tầng này chúng ta sẽ mô tả cụ thể những xử lý và dữ liệu theo từng đối tượng. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết trong phần thực hành. Và cái lớp này gọi là Business Logic Layer, tức là những cái thử xử lý mà tùy theo cái nhu cầu của cái ứng dụng. Và cuối cùng là tầng làm cái lớp làm nhiệm vụ giao tiếp xử lý yêu cầu người dùng. Đây là lớp mà giao tiếp trực tiếp với người dùng, nó sẽ xử lý yêu cầu của người dùng và nó gọi là application layer. Và khi làm việc với mình ba lớp thì chúng ta nên tạo mỗi lớp là một project. Và riêng cái application layer thì nó có thể là một website hay là một gì đó. Còn hai lớp còn lại là một project. Mỗi lớp là một project. Chúng ta thử thực hành. Chúng ta tạo một thư mục để cho cả ứng dụng của mình quản lý bán hàng. Bây giờ khi làm việc với mình ba lớp thì chúng ta không find new một website, mà chúng ta phải làm việc với nhiều project. Do đó chúng ta phải find new một project. Trong đó project nó là con của một solution. Và chúng ta tạo project. Vì có nhiều project nên tập hợp nhiều project sẽ tạo ra một solution. Vậy ở đây là chúng ta sẽ tạo nên cái lớp thứ nhất là lớp Data Asset Layer. Và solution của cả ba project này mình đặt tên là quản lý bán hàng. Trong thư mục quản lý bán hàng. Rồi, chúng ta tạo lớp thứ nhất là lớp Data Asset Layer. Thì cái kiểu của nó là kiểu gì? Nó không phải là một website hay là một Windows Form,
mà nó chỉ là những thư viện của tất cả, tập hợp những cái thư viện mà cung cấp cho những cái tầng cái lớp khác hoặc những cái ứng dụng khác sử dụng, thì nó là Lab Library. Chúng ta đặt tên cho nó là DAL, Data Asset Layer. Tiếp theo là Business Logic Layer. Chúng ta sẽ add một project mới. Thì Business Logic Layer nó cũng chỉ là những thư viện để cung cấp cho những lớp khác, lớp trên cùng. Vậy nó vẫn là Lab Library BLL. Và cuối cùng là Application Layer. Thì Application Layer có thể là một Windows Form hay một cái console application hoặc là một website. Trong trường hợp này của chúng ta là một website. Add new website. Quản lý bán hàng. Chúng ta tạo một thư mục là quản lý bán hàng West. Ok. Chúng ta đã xây dựng nên 3 hai project và một website đại diện cho 3 lớp trong mô hình 3 lớp bao gồm DAL, PUL và Application. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cụ thể từng nhiệm vụ chi tiết của từng lớp. Đầu tiên là Data Asset Layer. Thì nhiệm vụ của nó như đã nói ở phần trước là kết nối, tri vấn, cập nhật trực tiếp cơ sở dữ liệu. Thì tức là chúng ta sẽ sử dụng lại cái Data Service. Data Service ở trong những bài trước. Vậy mình add cái Data Service đó vào. Ở website lần trước mình có một cái lớp Data Service. Ở đây mình xóa những cái lớp này đi. Data Service. Cũng có thể là bạn thấy người ta đặt tên là Data Provider, vân vân. Duy sinh những cái thư viện. Bạn nhớ public class ra. Thêm thư viện. System.configuration using nó. Ok, chúng ta đã sử dụng lại và đồng thời chúng ta còn có cái chuỗi kết nối ở trong web config. Thank you.
Ok, đây là lớp data service mà chúng ta đã sử dụng lại trong những cái bài trước, và chúng ta cần xây dựng lại nó theo mô hình ba lớp, và nó nằm trong chức năng của lớp data asset layer. Đầu tiên chúng ta vẫn có chuỗi kết nối, vẫn có một kết nối, vẫn có mở kết nối, đóng kết nối, nhưng mà những cái chức năng này chúng ta sẽ bỏ đi. Chúng ta sẽ xây dựng chúng ta đã kết nối và chúng ta cần xây dựng chúng ta cần cung cấp cái phương thức để lấy dữ liệu và phương thức cập nhật dữ liệu. Chúng ta chỉ có hai phương thức đó thôi, lấy dữ liệu và cập nhật dữ liệu. Chúng ta không làm chi tiết như thế này nữa, mà chúng ta chỉ xây dựng hai phương thức thôi. Đầu tiên là phương thức lấy dữ liệu, thì chúng ta sẽ trở về data table. Nếu thiếu thì using là chức lấy dữ liệu. Chúng ta sẽ nhận vào một câu SQL để mà lấy được dữ liệu. Và ở đây mình sử dụng parameter, cho nên câu SQL này có thể có parameter, có những cái tham số, thì chúng ta nhận parameter. Danh sách những cái parameter. Cho cái câu SQL đó. Và tại vì không biết số lượng cụ thể là bao nhiêu parameter, cho nên chúng ta có để từ param vào đây. Thì cho phép bỏ cụ thể, bỏ vô tư bao nhiêu parameter. Đầu tiên chúng ta mở kết nối, đóng kết nối. Chúng ta sẽ tạo một comment. Bao gồm SQL và kết nối. Sau đó chúng ta add parameter vào. Chúng ta for each SQL parameter. In tham số. Chúng ta sẽ lấy comment chấm parameter s. Chúng ta có thể làm tắt là s friend. Vậy khi đó khỏi cần for each. S friend này nó sẽ nhận vào một danh sách cái parameter, và mình bỏ tham số vào. Chúng ta sẽ add danh sách các tham số vào trong comment. Và vì đây là cái phương thức lấy dữ liệu, cho nên chúng ta phải tạo một cái data table để chuẩn bị trả về. Bảng trả về. Chúng ta sẽ lấy comment, chúng ta sẽ execute. Trong trường hợp này là lấy dữ liệu, cho nên chúng ta execute trigger. Và sau khi execute trigger, chúng ta sẽ load trực tiếp vào trong bảng. Và chúng ta trả về bảng đó sau khi đã đóng kết nối. Rồi. Đây là một phương thức mà data service ở trong data set layer cung cấp cho người, cho những cái lớp khác để mà lấy dữ liệu. Đây là phương thức chung phục vụ cho tất cả những câu lấy dữ liệu. Sẽ nhận một câu SQL và những tham số
sau đó thực thi và trở về một data table. Tiếp theo là cập nhật dữ liệu, cung cấp cái phương thức cập nhật dữ liệu. Chúng ta cung cập nhật dữ liệu là void cập nhật. Cập nhật dữ liệu thì không trả về. Chúng ta vẫn nhận một câu SQL và danh sách các tham số. Chúng ta vẫn mở kết nối, đóng kết nối. Tạo một comment add parameter và comment sql non query. Đó là phương thức cập nhật dữ liệu mà lớp data asset layer cung cấp cho những lớp khác. Vậy chúng ta đã hoàn thành xong đơn giản một cái chức năng để mà một cái last data service trong cái lớp DL để mà kết nối, truy vấn và cập nhật trực tiếp cơ sở liệu. Và còn một chức năng có thể cần hoặc không tùy vào độ phức tạp của ứng dụng, nhưng mình nghĩ chắc chắn nên cần. Chúng ta sẽ tạo, chúng ta sẽ mô tả các bảng thành các đối tượng, tức là chúng ta sẽ mô tả những cái bảng trong SQL, trong database của bạn thành những cái đối tượng, những cái class, những cái đối tượng trên C#. Vậy thì chúng ta nhìn vào database. Ở đây ví dụ chúng ta có hai bảng là người dùng và quyền. Chúng ta nên tạo hai class để mô tả những cái bảng này. Thì bạn sẽ thấy sự tương ứng giữa những bảng trong database và những class trong C#. Ví dụ bảng quyền có hai column là mã và tên. Mã là integer và tên là NVACHA. Vậy chúng ta sẽ tạo ra một cái class tên là quyền, nên bóp list ra. Sau đó là những cái thuộc tính, ở đây có cột là mã integer và tên NVACHA. Vậy chúng ta tương ứng, chúng ta có những cái thuộc tính integer, mã và tên. Tương tự như vậy cho bảng còn lại là bảng người dùng. Chúng ta sẽ tạo ra class người dùng, pop list nó ra. Người dùng bao gồm mã quyền, tên đăng nhập, integer, mã, mã quyền, tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên. Và email. Ok, chúng ta đã hoàn thành xong chức năng của Data Asset Layer, bao gồm một class Data Service để cung cấp
các phương thức lấy dữ liệu, các phương thức cập nhật dữ liệu và những cái lát để mô tả các bản trong cơ sở dữ liệu thành các đối tượng. Chúng ta đã hoàn thành xong DL. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến lớp BOL. Và lớp BOL này sẽ sử dụng lớp DL này, cho nên chúng ta add reference vào một project và add cái DL này vào. Xóa những cái lát đã có sẵn. Chúng ta sẽ bàn đến lớp BOL. Là Business Logic Layer. Thì lớp này sẽ làm nhiệm vụ chia ra các nhóm xử lý. Thì chúng ta sẽ thấy là trong database của ta, chúng ta sẽ có nhiều bản. Vậy thì mỗi bản thì thường đều có những cái chức năng bao gồm là thêm, xóa, sửa hoặc là lấy dữ liệu vân vân. Thì chúng ta sẽ chia nó ra, thêm vào trong bản nào thì sẽ được nằm chung vào trong chức năng thêm, xóa, sửa trong bản nào thì tất cả đều nằm chung trong một cái chức năng chia nhóm để xử lý. Và chúng ta xử lý nó và cuối cùng phải chuyển đổi thành đối tượng. Tức là chúng ta sẽ thực hiện chức năng thêm, xóa, sửa vân vân hoặc lấy dữ liệu. Và sau khi lấy dữ liệu thì chúng ta sẽ chuyển thành những đối tượng. Đối tượng ở đây là những cái lát mà ở DL đã mô tả. Cái lát mà DL đã mô tả. Người dùng, quyền vân vân. BOL sẽ làm nhiệm vụ xử lý dữ liệu và lấy dữ liệu. Khi lấy dữ liệu thì nó sẽ chuyển đổi thành những cái lát, những cái đối tượng thuộc những cái lát mà DL đã mô tả. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói đến những xử lý cho cái bản quyền. Thì bản quyền thì chúng ta sẽ nghĩ là sẽ có những lúc chúng ta sẽ thêm vào bản quyền, xóa, sửa, lấy dữ liệu, vân vân. Vậy thì chúng ta sẽ tạo ra một class để chuyên làm việc trên bản này. Ở BOL, chúng ta sẽ add một class. Chúng ta sẽ không đặt là quyền nữa, tại vì DL đã mô tả quyền rồi. Vậy chúng ta đặt là quyền BOL. Public nó ra. Và chúng ta sử dụng thư viện DL, cho nên chúng ta using mình sẽ demo chức năng lấy dữ liệu, lấy toàn bộ dữ liệu trong bảng. Thì ở đây chúng ta sẽ mô tả những cái phương thức mà có cái tên phương thức cụ thể cho tận ứng dụng ở trên cùng nó dễ hiểu. Chúng ta sẽ viết một chức năng gọi là lấy tất cả. Ở đây là lấy tất cả, vì nằm trong bản quyền cho nên ý là lấy tất cả những dòng dữ liệu trong bản quyền. Chúng ta sẽ trả về một danh sách. Đây là một kiểu dữ liệu trong C#, danh sách quyền. Kiểu dữ liệu quyền ở đây là kiểu dữ liệu mà DL đã mô tả, nó tương ứng với một dòng dữ liệu trong bản quyền. Vậy đây là chức năng mà BOL cung cấp cụ thể trong class quyền BOL, là lấy tất cả, trả về một danh sách các loại các quyền. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một câu SQL select sao from quyền. Chúng ta sẽ đi thực hiện câu SQL này nhờ vào data service của DL. Vậy chúng ta cần tạo một đối tượng. Gọi phương thức lấy dữ liệu, tại vì đây là lấy
và đưa vào câu SQL. Ở đây chúng ta không có tham số nào cả, cho nên không cần đưa vào. Nó sẽ trả về cho chúng ta một data table. Tại vì chúng ta ở đây chúng ta muốn trả về list quyền để cho tầng ứng dụng dễ hiểu hơn là một cái data table, cho nên chúng ta cần chuyển trên bảng này về danh sách quyền. Vậy chúng ta sẽ tạo một cái list quyền. Chúng ta sẽ duyệt hết các dòng trong bảng data row. Chúng ta sẽ lấy quyền. Chúng ta sẽ mỗi dòng trong bảng chúng ta tạo ra một quyền. Quyền này có mã là trong cột đầu tiên trong dòng dữ liệu. Chúng ta ép về kiểu integer. Tiếp theo là tên là dòng thứ hai, là ô cột thứ hai trong mỗi dòng string. Chúng ta sẽ có một quyền mới và sau đó chúng ta add vào trong list quyền. Thì nhiệm vụ này của chúng ta ở đây là chấm row, danh sách các dòng. Nhiệm vụ của chúng ta là tạo ra câu, nhiệm vụ của VBL là tạo ra câu truy vấn nhờ data set layer thực thi và lấy về dữ liệu. Chúng ta sẽ khi lấy về dữ liệu nó sẽ trả về cho chúng ta một cái bảng, và nhiệm vụ chúng ta phải chuyển đổi nó về các đối tượng. Thì chúng ta sẽ tạo ra một list quyền dựa vào cái bảng đó và return về list quyền. Đó là nhiệm vụ của DL. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tạo ra một cái phương thức tiếp theo là thêm quyền. Chúng ta chỉ viết thêm thôi, không cần phải viết quyền, tại vì chúng ta đang ở trong quyền, không cần phải thêm quyền. Thêm quyền thì nhận vào hai thông tin, chúng ta chỉ hiểu đơn giản là nhận hai thông tin mã, không cần phải liên quan đến cơ sở dữ liệu gì cả. Tên tương ứng trong đối tượng quyền. Đầu tiên chúng ta tạo ra cái câu select, chọn câu insert SQL insert into quyền value, bao gồm hai thông tin là mã và tên. Vậy chúng ta đặt ba tham số mã, tên. Sau đó chúng ta tạo ra những cái parameter. Chúng ta using SQL parameter. Parameter thứ nhất là mã. Chúng ta sẽ cung cấp hai dữ liệu là đầu tiên là tên của nó là mã, và thứ hai dữ liệu của nó là mã.
Tương tự như vậy, chúng ta có tên, tên. Sau đó chúng ta sẽ dùng data service này gọi hàm cập nhật dữ liệu, vậy đây là insert. Ta đưa SQL vào, sau đó là danh sách các parameter, chúng ta sẽ để đưa vào từng parameter. Vậy chúng ta đã làm xong chức năng thêm. Vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái chức năng của class quyền BOL là tạo ra những cái phương thức để mà tác động lên bảng quyền, là bao gồm lấy danh sách tất cả các quyền thêm. Tương tự như vậy, chúng ta có thể làm xóa, sửa, vân vân. Vậy thì chúng ta đã tạo xong những chức năng liên quan đến bảng quyền. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tạo ra một cái class tiếp theo để thực hiện những chức năng liên quan đến bảng người dùng. Chúng ta sẽ đặt là người dùng BOL. BLL popping nó ra và viết những chức năng tương tự, bao gồm thêm, xóa, sửa, vân vân, liên quan đến bảng người dùng giống như bản quyền. Rồi chúng ta đã thực hiện xong cơ bản những chức năng của BLL là tạo ra những xử lý riêng biệt cho những bảng, bao gồm những thêm, xóa, sửa, vân vân, liên quan đến bảng đó. Và những cái chức năng này có những cái tên hàm, những cái tên phương thức nó cụ thể, dễ hiểu cho toàn ứng dụng, cho lớp ứng dụng. Bây giờ chúng ta sẽ đến lớp ứng dụng, thì nó sẽ thể hiện những thông tin cho người dùng. Nó sẽ làm nhiệm vụ thể hiện thông tin người dùng, tiếp nhận và xử lý trực tiếp thông tin yêu cầu người dùng. Nó là người nó là thành phần mà giao tiếp trực tiếp với người dùng. Ví dụ chúng ta tạo ra trang default này để mà giao tiếp với người dùng. Đầu tiên là chúng ta sẽ thể hiện danh sách tất cả các quyền cho người dùng thấy. Và chúng ta cần kéo một cái data rich view. Sau đó chúng ta sẽ lấy dữ liệu bản quyền lên cho người dùng. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cả hai cái thư viện này, cho nên chúng ta còn add reference đến cả hai và using. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái chức năng thứ nhất là thể hiện danh sách dữ liệu của bản quyền lên trên cái lưới. Thì chúng ta phải sử dụng BOL, sử dụng lớp BOL, và cụ thể là bản là quyền BOL. Vậy chúng ta sẽ tạo ra quyền BOL, quyền BLL. Và chúng ta sẽ gọi quyền BOL lấy tất cả, tức là lấy tất cả các dòng dữ liệu trong bản quyền và đưa vào trong SQL. Và chúng ta sẽ binding. Ở đây chúng vậy là xong, chúng ta đã thể hiện dữ liệu lên trên cái lưới danh sách các bản quyền. Và ở đây chúng ta có ba ứng dụng, ba project, và để mà chạy thì project nào được in đậm thì
rồi sau đó được chạy, và chúng ta xét cái này chạy. Ở đây mình nhầm column 1. Dòng column cột thứ 2 tức là index bằng 1. Vậy là chúng ta đã lấy được danh sách các quyền. Bạn hãy nhìn lại, đầu tiên là lớp dưới cùng chỉ có một class duy nhất, là nhiệm vụ kết nối, định nghĩa phương thức lấy dữ liệu, chỉ đơn giản là lấy, có thể lấy bất kỳ dựa vào câu SQL mà bạn đưa vào cho nó và tham số đưa vào cho nó, cập nhật dữ liệu, thêm xóa sửa vân vân tùy vào câu SQL này. Đó là chức năng của, và đồng thời nó mô tả những cái bảng trên database thành những thành một class, mỗi bảng thành một class trên C#. Đó là chức năng của DL, nó đã cung cấp chức năng trực tiếp tác động đến database và hai cái phương thức chung. Sau đó đến BOL, sẽ tạo với mỗi bảng sẽ tạo ra một BOL để mà tác động lên bảng đó. Mỗi bảng đều có những chức năng thêm xóa sửa. Vậy ở bảng quyền chúng ta sẽ định nghĩa ra những cái phương thức có tên cụ thể, không phải giống như là data set layer, cái này chỉ là nói lấy dữ liệu thì nó sẽ lấy, có thể lấy bất cứ cái cách lấy dữ liệu nào. Còn đây là mình nói cụ thể là lấy tất cả, và sau đó nó sẽ tạo ra những cái câu SQL để nhờ DL thực hiện, và cuối cùng sau khi thực hiện nó sẽ làm nhiệm vụ chuyển data table mà data set layer cung cấp thành những đối tượng, danh sách đối tượng, để cho tận ứng dụng hiểu dễ hiểu hơn, vân vân, tương tự như là các phương thức thêm. Và cuối cùng là tầng ứng dụng, chỉ đơn giản là sử dụng là hai tầng trên, hai tầng DL và BOL, và nó sẽ nhờ BOL để gọi phương thức lấy tất cả, và lấy tất cả này nó sẽ trả về danh sách các quyền là quyền đã được định nghĩa ở DL để bỏ vào trong lưới và thể hiện lên. Tức là tầng ứng dụng của chúng ta chỉ đơn giản chỉ làm như thế này thôi. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có thể là demo chức năng thêm. Mã tên khi người dùng bấm vào nút thêm, chúng ta sẽ dùng quyền BOL gọi hàm thêm, đưa vào hai thông tin mã tên, mã nằm trong textbox 1 và tên nằm trong textbox 2. Ở đây mã là integer cho nên chúng ta phạt. Sau khi thêm xong, chúng ta cập nhật lại lưới. Ba ABC ta đã thêm vào. Các bạn thấy ứng dụng, cái lớp ứng dụng của chúng ta không phải làm nhiều thứ, chúng ta chỉ đơn giản gọi cái phương thức mà BOL cung cấp, và dữ liệu trả về là những
cái đối tượng mà DL đã được định, đã định nghĩa. Và cuối cùng là bài tập, các bạn hãy làm bài tập để chuyển toàn bộ cái bài tập trước của bạn sang dùng 3 lớp. Kết thúc.